Tình xin chào cả nhà. Tình rất vui khi gặp lại cả nhà trong video hôm nay của Tình. Ngày thứ tư nha cả nhà, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024 nha. Thì hôm nay cả nhà Tình về được rất là nhiều các loại xe, cho nên là mình tranh thủ mình quay video lên hôm nay, do là Tình lấy được những cái xe rất là độc quá và những cái xe hiếm, cho nên là Tình quay cái tập này nha. Thì cái chương trình giảm giá của Tình thì đã hết rồi nha cả nhà. Đó, cả nhà thông cảm giúp Tình nha, tại vì đã qua tháng 3 rồi. Thì hôm nay thì Tình có chương trình mới nha. Hôm nay chương trình ở bên cửa hàng là bao ship nha cả nhà. Bao ship tất cả các tỉnh miền Tây nha. Đó, tất cả các tỉnh từ miền Trung trở ra thì bên Tình hỗ trợ 50% phí ship. Còn tất cả các tỉnh thành phố ở miền Nam thì bên mình là bao ship nha. Đó, mình sẽ bao ship tới cho cô chú anh chị mình ha. Thì hôm nay thì Tình về được chiếc quay S ở quay Thái 110 rất là đẹp, đời 99 nha cả nhà, ngay chủ nha. Rồi bên đây là quay Thái 100 nè. Đó, xe này rất là lực luôn nha. Còn bên đây thì hôm nay Tình về được mấy chiếc xe máy điện nha cả nhà. Đó, thì mấy chiếc này thì một lát nữa Tình sẽ bán cái giá cực rẻ luôn, mọi người hãy xem video nha. Tại vì cái này là Tình mua được của ông anh, ông nghỉ cửa hàng, ông thanh lý đó cả nhà, cho nên là mình mua được ảnh cái giá rất là rẻ. Mình bán ra là cả nhà mình nghe cái giá là rất là đã ha. Như bên đây là những cái dòng xe mới Ly nè, rồi Rim Thái, rồi Cúp. Hôm nay Tình về được Cúp 81 nha cả nhà, rất là đẹp nha, 81 50, kim vàng nha cả nhà. Rồi đầu video thì đây, Tình sẽ hướng dẫn cái đường đi lên cửa hàng đó cả nhà. Đây nha, bên đây nè, bên này mấy chiếc quay chưa rớt đầu rất là đẹp, zin nguyên con nha. Viva nè, hôm nay Tình về mấy chiếc Viva rất đẹp nha cả nhà. Đó, thì một lát nữa Tình sẽ quay tới nha. Nếu anh em mà xem các ứng dụng khác không phải là xem trên YouTube đó, thì mọi người hãy bấm vào cái đường link của phần hồ sơ đó nha cả nhà. Đó, thì sẽ xem được xe full video của Tình nha, tại vì Tình chỉ trích lên một xíu đó. Đó, để mình giới thiệu đến cả nhà mình thôi. Như đây là hướng lên cửa hàng nha cả nhà. Hướng lên cửa hàng của Tình là từ An Sương. Đó, mình đi thẳng đường quốc lộ 22 đó cả nhà, đi thẳng lên khoảng 5 cây số là mình tới ngã tư Hóc Môn. Mình băng qua ngã tư Hóc Môn thêm 500m thì cửa hàng của Tình nằm bên tay phải theo chiều đi của cô chú anh chị mình ha. Tại vì mình không có dựng xe đằng trước á, cho nên là chạy xe nó dễ bị hút nha cả nhà. Tại vì dựng trước nó nắng nó hư xe đó cả nhà. Đó, mà mọi người đi lên có thấy cái bảng chớp chớp này nè, có cái cây mai đây là cửa hàng của Tình ha. Đó, rồi còn hướng từ Củ Chi xuống đó cả nhà, thì mình đi thẳng qua ngã ba Hùng Châu, qua ngã ba Lam Sơn là tới ngã tư Hóc Môn nha. Thì tới ngã tư Hóc Môn mình quay đầu lại 500m thì cũng tới cửa hàng của Tình luôn nha. Đó, hôm nay thì Tình rất là nhiều xe nha cả nhà ha, rất là nhiều. Đó, anh chị muốn lựa dòng nào cũng có hết. Thì đây, đầu video thì Tình sẽ quay ba chiếc Cúp này trước nha. Đấy, đây là một chiếc nè. Đây là chiếc Cúp 81-50 nha cả nhà. Xe này thì nó hơi cũ nha. Đây cả nhà nhìn, nhưng mà cái dòng này thì chạy rất là lợi xăng nè. Mấy em đi học là khỏi sợ công an, thì mình mua về mà mình có thể mình dọn thêm chút đỉnh nữa ha. Tại vì Tình bán cái giá mềm á. Đó, biển số là 19394 nha. Xe 50, 81-50. Xe này mình bán có 6.700.000 thôi cả nhà. Cái giá rất là hợp lý nha. Máy là bao êm, 6.700.000 một chiếc Cúp. Lâu lắm rồi Tình mới về mấy chiếc Cúp đó cả nhà. Mấy chiếc này cũng khó mua lắm, mà cái giá thì Tình bán nó rẻ, cho nên là mình bán nó nhanh đó. Đăng lên cái là bán mất tiêu à, cho nên là về được chiếc nào là xong chiếc đó. Đây, như bên đây là chiếc xe Cúp 81-70 nha cả nhà ha. Xe này thì còn rất là đẹp ha. Đây, đồ zin hết nha cả nhà. Lốc chưa sơn lại luôn, máy thì miễn bàn, máy rất là êm. Cái này thì có bể cái bóng đèn chụp sau này, một lát nữa Tình sẽ kêu mấy anh em đi thay cái bóng, thay cái chụp ha. Biển số 20. Đó, xe rất là liền lạc nha cả nhà. Máy bao êm, Cúp 81-70. Cái dòng 70 này rất là hiếm nha cả nhà ha. Cối á. Rồi, xe này thì mình bán giá là 9.500.000 nha cả nhà. 9.500.000 ha. Rồi, hai chiếc Cúp, bây giờ còn một chiếc nữa nè. Đây, bên này là chiếc
81 50. À, chiếc này thì đẳng cấp. Xe này là máy bao êm nha. À, xe này là kim vàng nha cả nhà. Kim vàng ha. 81 50 kim vàng. Biển số 19 309. Chiếc này thì tình bán giá là 8 triệu rưỡi nha. À, 8 triệu rưỡi. Rồi. À, như bên đây á, thì như hồi nãy Tình có nói á, là ông anh á, ông mua, ông là bà cơ sở bán xe mới đó cả nhà. Nhưng mà nay là ảnh đóng công ty cho nên là ảnh thanh lý ra cho Tình được một ít xe. À, cái dòng xe này ha, dòng xe điện này nha cả nhà. Đó. Riêng cái bình này không, bốn cái bình này không á, là ảnh là mua 1 triệu rưỡi rồi nha cả nhà. 1 triệu rưỡi rồi nha, bán ra chắc phải hơn nha. Tiền bình không á. Đó. Thì nếu cả nhà mà mua xe mà nhà mình có bình rồi á, thì có thể mình trừ cái bình này ra. Đó, trừ cái bình này ra cho Tình cũng được nữa. Đó. Là trừ ra. Còn như vậy nha cả nhà thì đây. Mới cáo luôn ha. Xe này bình đồ đèo đồng hồ điện tử luôn, đèn led luôn nha cả nhà. Này. Đó, lên vậy là lên đường thôi. Thắng đồ rất là ăn nha. Này, đèn led luôn nè. À, như bên Tình thì đang bán có anh mình mua được cái giá mềm ấy, cho nên là hôm nay Tình bán cái giá này là có 5.900.000 thôi. Nếu cô chú anh chị mình không lấy bốn cái bình ấy, thì bên Tình sẽ trừ cho là 1.300.000. Đúng rồi. Để coi, 5.900.000 mình sẽ trừ cho 1.400.000 tiền bình nha, là mình lấy có là 4.500.000 thôi nếu mà không lấy bình nha cả nhà. Đó, mà lấy bình nữa thì là, tại vì cái bình này là bình hãng nè, bình hãng nha, rất là mắc. Đây, bình của Trung Tử Đơn này làm đại sứ à, cho nên là rồi. À, như chiếc này á, thì mình đang bán có 5.900.000 nha cả nhà, có mấy chiếc thôi nha, anh em nào mua thì nhanh tay nha. Đó. Xe này mấy mẫu, bởi trước Tình bán xe cũ không, Tình cũng đã bán tới 6 triệu rồi, 6 triệu mấy à, mà bây giờ hôm nay là xe mới luôn mà mình bán có 5.900.000 nè. À, mà nếu mà cô chú anh chị mình không lấy bình thì nó cũng còn có 4.500.000 à, quá bèo luôn cả nhà. Xe này thì có 3 chế độ chạy nha, kiến đồ đầy đủ hết nè cả nhà, không cần bằng lái gì hết nha, kiến đồ đầy đủ nè. 3 chế độ chạy nè, 1, 2 nè, 3 nè, tăng tốc ha. À. Xe này chạy là khỏi sợ hao xăng, khỏi sợ tốn tiền đổ xăng luôn, khỏi cần bằng lái gì hết. Bình mới bao xài luôn, bảo hành cho cô chú anh chị mình 1 năm luôn ha, có sổ bảo hành đầy đủ kiến nè. Đó. Rồi cái này là cái gì đây? À, cái này là hộp sạc chưa tháo ra luôn. Đó, Tình đang bán có 5.900.000 nếu mà cô chú anh chị mình lấy bình luôn, còn không lấy bình thì Tình bán 4.500.000 thôi. Đó, Tình về có mấy chiếc à. Rồi. À, bây giờ mình sẽ quay từ bên đây qua nha cả nhà, quay theo hàng nha. Hôm nay rất là nhiều cái dòng xe. Đó. Mình sẽ quay bên đây nè, xe mới xe cũ đầy đủ hết. Bên đây nó xe mới về nè, rim Thái rồi quay RS, Mio. Quay QS đây. Bây giờ Tình sẽ quay tới chiếc QS này luôn nha cả nhà ha. Chiếc QS này thì xe zin nguyên con nha, chưa qua dọn sửa sơn tút gì hết. Đây. Đời 2008 nha cả nhà ha. Tem đang còn luôn. Cái này là xe nồi nha, xe nồi chứ không phải xe dọn nha cả nhà. Từ cái tem còn luôn nha. Bao zin chưa rớt đầu nha, rớt đầu mình tặng xe luôn. Đó. Quá đẹp luôn. Xe này thì nó có chạy lâm nhâm một vài điểm thôi, nó không đáng kể ha, chạy lâm nhâm thôi. Mình về mình bát bung đi. Biển số 61, có giấy chứng minh chủ đầy đủ hết. Rồi, cái giá mình bán là 13.800.000 nha cả nhà. Xe đẹp, giá mềm nha, 13.800.000. Đó. QS 13.800.000. Rồi, như bên đây là chiếc Mio Ultimo. À, Tình đang bán có 5.700.000 nha. 5.700.000.
anh em mua xe của Bình Tình đợt này là đang được giảm giá ship nha cả nhà, đang được bao tiền ship nha. Đó, mình chỉ mua xe tốn tiền mua xe thôi, không tốn tiền ship. Từ từ miền Trung trở ra ngoài Bắc thì bên mình là hỗ trợ ship 50%. Rồi, như bên đây là chiếc Jupiter. Chiếc Jupiter nha, xe zin, máy là bao em. Con này thì Tình mới giờ mua của ông anh, ông mới bán cho Tình xong. Xe này đời 2010 nha cả nhà. Biển số 69 nha. 00122. Xe này thì rất là nồi xe. Giá Tình bán rất là dễ thương luôn, có 7.8 triệu thôi cả nhà. Giá có 7.8 triệu thôi. À, bên đây là chiếc Vision. Vision đời 2012 nha, 2013. Giá là 10.800. À, xe màu đen rất là đẹp luôn cả nhà. Mấy bữa nay là mẫu Vision đang hot nha. Tình không còn một chiếc nào hết. Còn có mới lấy được một chiếc này ha. Giá có 10.800, máy là bao em. FE luôn nha, chạy là khỏi sợ hao xăng. Rồi, Future X. À, dàn áo zin, xe zin. Xe này thì mình biển số 21 nha cả nhà. Giấy tờ cà vẹt đầy đủ hết. Như chiếc này thì Tình đang bán giá là 13.800 nha cả nhà. Máy bao êm nha. Thắng đĩa luôn nha, không phải thắng đùm nha cả nhà ha. Máy là bao êm, giá rất là dễ thương luôn, bằng một chiếc xe Wenfa thôi. Xe phụ trợ ít. Đó, giá rất là nhẹ nhàng luôn. 13.8. Rồi, như bên đây là chiếc xe MD nha. Giá 14.800. Giấy xanh răng nha cả nhà. Thay đồ của Honda nha. Biển số 70. Cà vẹt giấy tờ đầy đủ. Đầu lòng là OT đàng hoàng nha cả nhà ha. Đầu lòng Thái đàng hoàng nha. Giá 14.800. Rồi, như bên đây là chiếc Sirius, giá 9.800, đời 2010. Xe zin tuyệt đối, chưa qua dọn sửa nha, chưa rớt đầu. Giá 9.800. Rồi, rim Spare đồng hồ điện tử, giá 12.500. Biển số 59, 51061. Lên đĩa trước sau, đồng hồ điện tử. Xe Blast, biển số 70, đời 2016, máy bao êm, bánh mâm nha. Xe này thì rất là liền lạc nha cả nhà, có chạy một vài chỗ thôi. Xe zin chưa rớt đầu nha. Giá thì Tình đang bán là 12.700, 12.700.000. Rồi, bên đây là chiếc Elegant 50. Xe này thì Tình đang bán giá là 7.800.000, biển số 70. Rồi, như bên đây là chiếc Sirius. Xe này thì độ kiển nha, máy đề bình đầy đủ hết, máy rất là khỏe nha cả nhà. Con này thì lồng 62 nha. Mình đang bán giá 6.800, đang giảm còn 6.800 nha. Tại vì xe này hơi lâu rồi, mình giảm giá cho nó nhanh nha. Rồi, bên đây là chiếc xe DD nè, bên mình biển số 72, MD chứ, xe MD. Xe này thì mình đang bán giá là mấy triệu ta, hình như bữa Tình quay mấy triệu Tình quên là 7.500.000 hay gì á, 7.500.000. Tại nó mắc cái giấy dán rồi cho nên. Bên đây là chiếc DD nè. Chiếc này thì mình bán 7.500.000 luôn nha. 7.500.000. Biển số 62. Xe này biển số 62 Long An. Giá 7.500.000. Như bên đây là chiếc xe Jupiter Gravita, giá 8.800. Biển số 52. Xe này là máy bao em luôn. Biển số thành phố 8.800.000. Rồi, Novo 3, biển số 51.
Xe này thì còn liền làng nha cả nhà. Anh em chưa có phương tiện đi lại thì mình tham khảo chiếc này này. Giá rẻ ha. Con này mình đang bán có 2.8 triệu. Đó. 2.8 triệu. Rồi bên đây là chiếc xe Future, giá 15.500.000. Future FE 125 đời 2013-2014. Xe đẹp nồi nha cả nhà. Giá có 15.500.000. A-Plus bình xăng giá 7.500.000. Rồi bên đây là chiếc AB đầu bò giá 10.800.000. AB đầu bò. Đời 2012. Rồi bên đây là chiếc Taurus giá 7.800.000 đời 2010 của hãng Yamaha nha cả nhà. Taurus nha. 7.800.000. Rồi bên đây là chiếc Edge 50 đời 2022. Biển số 70. Giá 10.700.000. Bên đây là chiếc xe SU GD giá 17.500.000. Xe zin chưa rớt đầu. Máy 110 nha cả nhà. Xe này còn rất là đẹp nha. Moto. Rồi bên đây là chiếc HD Win 135. Đấy, xe mới nha cả nhà. Mới chạy có mấy chục cây nha. Biển số đầy đủ, biển số thành phố. Giá mình đang bán là 12.500.000. HD Win. Rồi Mio. À, Mio cái này là Mio nhỏ nha cả nhà. Xe này mình đang bán giá là 6.300.000. Máy là con này máy cực êm luôn. 6.300.000. Rồi. Bên đây là chiếc cúp DH lên cúp 81 nha cả nhà. Giá có 8.800.000 nha. Biển số thành phố. Con này dọn sẵn rồi, về sẵn đi nha cả nhà, rất là đẹp nha. Lên full 81. Rồi Vision. Biển số 70 giá 17.500.000. Đời 2016. 2015 2016 nha. Để êm á cả nhà. Rồi một cặp xe lít mình đang bán giá là 16.800.000 nha. Một chiếc màu cà phê sữa, một chiếc màu vàng đồng nha. Đồng giá. Biển 70. Con này mình mới quay rồi. Bên đây là một cặp xe Viva nha cả nhà. Một cặp xe Viva. Chiếc này là Viva Thái nha cả nhà, 4 số lùi nha. Đó. Xe này thì máy rất là êm. Con này tình chạy rồi nha. Mình đang bán giá là 7.700.000 nha cả nhà. Biển 70 nha. 6392. Đó. Viva Thái luôn nha. Bô là đầy đủ hết. 7.700.000. Rồi bên đây là một chiếc Viva 2 đĩa nha cả nhà. Viva 2 đĩa nha. Đĩa trước đĩa sau. Đó, Viva Thái 2 đĩa. Biển số 59 nha cả nhà. Biển số thành phố. Đĩa trước đĩa sau luôn. Quá dữ. Chiếc này thì mình bán giá là 8.600.000. À. Quá mềm nha. Đây có cái cánh quạt, đây là máy Thái nha cả nhà ha. Cánh quạt tản nhiệt nè. Bên đây cũng vậy nè. Đó, cánh quạt tản nhiệt ha. Máy là cực êm luôn. Rồi, bên đây là chiếc xe Future FE 125. Mình đang bán giá là 16.800.000. Xe này là bánh mâm nha cả nhà. Rất là tiết kiệm xăng nha. Phun xăng điện tử.
biển số 70. Rồi, quay RSX 110. Giá tình đang bán là 11.800. FE phun xăng điện tử nha. À, xe này bình xăng nha cả nhà, bình xăng xin lỗi. Bình xăng. Giá 11.800. Rồi, Exciter 2013 nha cả nhà, xuống áo 2010 nha. Côn tay. Xe rất là liền. Xuống ép nhỏ đó cả nhà. Giá có 12.800.000, biển thành phố 59. Rồi, như bên đây là chiếc xe WS 100. Mình đang bán giá là 12.800. Xe zin chưa rớt đầu nha cả nhà ha. Quá liền lạc luôn. Thắng đĩa. Đó, cái này thì chỉ có sơn lại cái phục thôi. Chưa rớt đầu, chưa sơn lốc. Giá 12.800. Rồi, Vision. Đời 2015-2016. Đề êm. Mình đang bán giá là 17.500. Biển số 93. Rồi, bên đây là chiếc Vision đời 2019. Giá 19.800 nha cả nhà. Biển số 61 nha. Bình Dương. Rồi. Bên đây là chiếc xe AB đầu bò FE. Giá 10.800. Rồi, bên đây là Vision 17.500. Vision biển số 71 đề em nha cả nhà. Rồi, Sirius đời 2012 RC. Giá 9.800. 2012-2013 nha. 9.800. Bên đây là chiếc xe Future 125 đời 2015, giá 17.000.000 nha cả nhà. Rồi, xe Clutch giá 7.800.000, đời 2008. Đó. Bên đây là AB biển số 49, giá là 7.000.000. Fuja 125 15.500. Biển số 93 Bình Phước. Dòng Fuja này chạy thì rất là lợi xăng nha cả nhà. Rồi, bên đây là chiếc xe Way RSX 110, biển số 70. Giá là 11.800. Bên đây là chiếc xe Win. Chiếc xe Win tình đang bán giá là 11.800. Win Indo cả nhà. 11.8 ha, giá rất là mềm. Biển số 51038. Rồi, S 135 giá 13.700. Màu xanh trắng nha. Xe rất là đẹp. S 150 màu trắng đỏ. Biển số 63 đời 2013, giá 16.800. S 150. Rebel 250 xe Honda nha cả nhà, giá 35.000.000. Moto Vario 150 giá 33.800.000 nha. Xe này thì tình đang giảm giá còn có 30.800.000 thôi. Hẹn 150 bếp ga. Bên đây là chiếc AB đầu bò, AB mắc cú nha cả nhà. Xe này thì màu đen cam nha. Tình đang bán giá là 16.800.000.
Rồi bên đây là màu đen cam tiếp nha cả nhà. Chiếc này là mắc hí nha. Đó, biển số thành phố, có giấy chứng minh chủ đầy đủ hết. Xe này mình bán giá là 19.500.000. À, biển số thành phố nha. Xe zin chưa dọn sửa. Máy là bao êm nha cả nhà. Đời 2015-2016. Rồi đặc biệt hôm nay tình về được một chiếc quay 110 đời 99 nha cả nhà, thêm hồng nha. À, rất là đẹp. Xe này thì tình mua của ngay chủ nha. Sáng ngày mai 9 giờ là tình đang hẹn khách đó, là hôm nay cho ký luôn nha. Đó, xe rất là đẹp, liền lạc về sẵn đi thôi. Máy là cực kỳ êm, 110 mọi người biết rồi, máy giữ nha. Đó, ngay chủ ký giấy ủy quyền mua bán sang tên. Xe này thì tình đang bán giá là 29.500.000 nha cả nhà. À, xe còn rất là đẹp nha, liền lạc 29 năm, ngay chủ ký giấy. Rồi bên đây là chiếc xe full nail. À, full nail. Xe này tình đang bán có 13.500.000. Biển số 5866 nha, biển số 29. À, xe này còn rất là nồi nha. Đời 2005, đời đầu của Phu Chanel nha cả nhà. 13.500.000. Thắng đẻ luôn nha cả nhà ha, máy là thì thầm luôn. Rồi bên đây là chiếc xe quay Thái 100. Quay Thái 100, à, bên mình đang bán giá là 14.500.000 nha cả nhà. Biển số thành phố nha. À, 51F2. Xe này là tình nhìn là như chưa rớt đầu nha cả nhà, máy rất là êm nha. 14.500.000. Rồi, à, như bên đây là chiếc xe Leaf, à, tình đang bán giá 16.800.000. Con này màu màu xanh xanh mực nha cả nhà, rất là đẹp ha. Đèn đóm nè. À, chiếc Attila đó thì tình bán rồi. Bên đây là chiếc Mio 5.800.000, biển số 20400 nha. Rồi bên đây là xe Leaf giá 9.700.000, đời cao nha. Đời 2012, tem ẩn nha cả nhà, tem 3D, tem ẩn nha. Này là đá chống tắt máy luôn, đời cao, đời cuối của Leaf rồi. Thắng đẻ nha. Máy là cực êm, con này là tình chạy là máy là cực kỳ êm. Đó, như xe điện này thì tình bán có 5 triệu mấy à, 5.900.000 nếu mà không lấy bình nha. Lấy bình thì lấy cả bình là giá 5.900.000 nha cả nhà. Còn không lấy bình là 4.500.000 nha. À, quá rẻ luôn cả nhà. Đèn LED. Rồi. À, như bên đây thì hôm nay tình về một chiếc rim Thái đầu lòng OT nha cả nhà. Đây. Rất là liền ha, lốc chưa sơn lại nè, đầu OT nè. Rất là liền. Rim Thái này gặp ở ngoài là chắc phải 15-17 triệu rồi. À, nhưng mà vô tay tình thì tình bán giá có 13.700.000 thôi cả nhà. 13.700.000, biển số 53 nha. 8927. Biển thành phố 13.7 chứ cả nhà, 13.700.000. Bên đây là chiếc xe Way RSX FE, biển số 59 nha cả nhà. 28280 nè, biển số đẹp nè. Đó. Rồi. À, như chiếc này thì tình đang bán giá là 13.700.000 nha. Đời 2018 nha cả nhà. Đời rất là cao luôn. Rồi thì hôm nay tình quay tới đây cũng đã hết xe ở trong nhà rồi cả nhà. À, nếu cô chú anh chị mình đang xem video mà muốn mua xe nào thì hãy liên hệ qua cho tình theo 3 số điện thoại tình để ở như góc phải màn hình nha. Đó. À, còn nếu mà muốn xem kỹ về hình ảnh, về chất lượng xe hay là đặt cọc này kia đó thì mình có thể điện thoại trước, xong rồi mình có thể xin Zalo của anh Tấn nha cả nhà, cái số ưu tiên bên đây. Đó, có chữ Zalo đó.
để mình đặt cọc nha cả nhà ha. Rồi, xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Xin chào.